Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 12, quyền thủ ma, 1. Vào thời cổ đại, Thái Lan đã từng xảy ra chiến tranh với Miến Điện. Thái Lan bại trận, quốc vương bị bắt làm tù binh. Quốc vương Miến Điện nghe nói quốc vương Thái Lan là cao thủ quyền thuật liền bắt ông thi đấu với quyền sư, hứa rằng nếu cao thủ Miến Điện chiến bại sẽ thả quốc vương. Kết quả, quốc vương Thái Lan đã chiến thắng, vua Miến Điện đành thả ông về nước. Về sau, vua Thái Lan đã truyền lại quyền thuật cho các tướng sĩ. Quyền thuật vẫn lưu truyền đến ngày nay được gọi là quyền Thái hay Muay Thái. Nhưng theo ghi chép trong giật sử Thực ra không phải vua Thái Lan trực tiếp đấu quyền mà cả hai bên đều phái cao thủ quyền thuật ra tỉ thí. Cao thủ quyền thuật miến điện là một gã cao to vạm vỡ trong khi quyền thủ Thái Lan lại là một thanh niên gầy gò đen đúng. Trước khi thi đấu, người thanh niên muốn lên một vũ đạo kỳ quái, miệng lầm rầm như tụng niệm gì đó. Cuộc đấu bắt đầu và thật quái lạ, quyền thủ miến điện bỗng trở nên lờ đờ như mất hồn, mặc cho quyền thủ Thái Lan đánh gục, sau đó toàn thân tái xanh bất tỉnh nhân sự hôn mê hơn một tháng mơ tỉnh nhưng điên điên dại dại không còn biết mình là ai quyền thuật của người thanh niên đen gầy kia chính là môi thái vũ đạo trước khi thi đấu chính là vũ điệu ma quỷ để triệu hồi hồn ma trợ chiến cho đến nay trước khi thi đấu các võ sĩ môi thái vẫn có thói quen nhảy múa một vòng quanh vũ đài theo tiếng nhạc nhiều cao thủ còn có thể thông qua màn vũ đạo của hai bên để nhanh chóng phán đoán ra ai thắng ai thua một tôi càng nghĩ càng thấy kinh sợ với câu nói của nguyệt bính nghĩ đến việc thình lình gặp lại doang ở đúng chỗ này quả là khó tưởng tượng hơn nữa nhớ kỹ lại giọng nói và diện mạo của doang đúng là có gì đó khang khác hơn nữa vẻ điềm tĩnh của ông ta lúc này khác hẳn vẻ ngông cuồng biến thái trước đây nếu không phải doang vậy ông ta là ai hoặc có thể ông ta là doang thật nhưng đã bị rách dùng tà pháp gì đó không chế thôi miên chẳng hạn, và chúng tôi đang bị cuốn vào trong đó. Vừa đi vừa nghĩ, đã đến khu phố mà Ari sống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên nắp cống, ánh trăng dịu dịu chiếu xuống qua những khe sắt. Tôi nơm nớp lo sợ, chỉ lo vừa thỏ đầu lên đã bị cảnh sát dí súng vào đầu. Trên đường đi, Nguyệt Bính tranh thủ những lúc doang tình để hỏi chuyện ông ta nhưng có hỏi gì, ông ta cũng trả lời được khiến phán đoán của hai chúng tôi dao động tôi buộc đứa bé vào lưng để trèo lên bậc thang ghé mắt nhìn qua khe nắp cống trong phạm vi tôi nhìn thấy không có một bóng người tôi cẩn thận nhấc nắp cống lên đường phố đúng là vắng tanh vắng mắt tôi và nguyệt bính mỗi người cõng một người từ dưới cống chui lên tôi nhìn quanh xác định phương hướng thấy nhà của ari cách đó không xa bèn lom khom chạy lại gần vừa định gõ cửa thì nguyệt bính ngăn tôi lại doan đã chìm vào hôn mê Đứa bé trên lưng tôi có vẻ càng nặng và càng cao hơn nữa. Khi tôi đặt đứa bé xuống, phát hiện nó đã lớn hơn rất nhiều, ngang ngửa với một đứa trẻ 10 tuổi, rất trắng trẻo dễ thương. Nguyệt Bính hạ doang xuống, cho ông ta dựa người vào trước cửa rồi nheo nheo mắt nhìn. Đúng lúc này, một vầng mây đen bay qua che lấp mặt trăng, trời đất đột nhiên tối sầm. Một tia chớp sáng lóe rạch đôi bầu trời, ánh đỏ đọng mãi trong mắt tiếng sấm rền lên ùng ùng, gió bỗng thốc lên giữa đất trời vần vù, nồng nồng hơi ẩm. Rào một tiếng, mưa ập xuống. Chúng tôi đứng ở trước cửa có mái hiên chìa ra che mưa. Trong tiếng mưa quất ồ ồ, Nguyệt Bính chợt lên tiếng, đến rồi. Sau đó dấn lên phía trước. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng đúng lúc đấy, một cơn giá lạnh thấu xương cuộn lên từ đầu phố, lùn lách qua làn mưa, ập thẳng tới trước mặt từ xa có ba người tiến lại, người ở giữa đúng là một soái ca siêu hạng, đủ làm điên đảo mọi trái tim thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười kiêu ngạo. Lại một tia chớp rạch qua, dưới mái tóc vàng kim là đôi mắt màu lam nhạt gần như ngà trắng. Rách, hai người đi bên cạnh hắn, quần áo ướt sũng nước mưa để lộ những đường cong mềm mại, mái tóc dài dính bết trên vai. Có điều dáng đi của hai cô nàng này khá là kỳ quặc, khớp gối cứ như bị đơ không gập lại được nên thân người cứ ngả nghiêng theo từng bước chân, trông cứ như người máy. Rách vẫy tay về phía chúng tôi, hơi lạnh ập theo như sóng khiến màn mưa sắp sửa bị đóng băng, hi. Cảm giác chuột bị mèo vờn thế nào nhỉ? Khá tuyệt nhưng chúng tôi là mèo chứ không phải chuột. Nguyệt Bính mỉm cười đáp, thân mật cứ như chào hỏi bạn cũ. Ha ha ha, rách phá lên cười, cười rất sảng khoái cười đã rồi mới khinh khỉnh hỏi. Có biết ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời sẽ có hậu quả như thế nào không? Chẳng khác gì mưa rơi trên mặt đâu. Thế nên mặt anh mới đầy nước mưa. Tôi từng hưởng hỏi. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 12. Quyền Thủ Ma. 2. 2. Mặt rách sầm lại. Chỉ cần giao cuốn sách đó ra, tôi sẽ nể tình bạn trước đây mà cân nhắc xem có nên thả hai người ra không nhà tôi đầy sách ra đấy, anh thích cuốn nào tôi cho. Tôi ngáp dài. Nguyệt Bính gãi mũi, chỗ mình thì làm gì có thứ sách anh ta thích. Phải ra phố đèn đỏ đằng kia mới có. Câm ngay, rách thấy chúng tôi vẫn nhơn nhơn thì nổi khùng, hụ ích tuệt, cuốn sách chúng mày tìm thấy trong hang rơi đâu. Tôi không nói không rằng, lôi từ trong túi ra một cuốn sách, hảo phóng ném đi. Rách vội vàng bắt lấy, vừa nhìn thấy bìa, hắn liền sẽ tan tành. Đừng khiêu khích tao, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn thôi. Bí ngô, Sora Aoi sao hay là Tokyo hot thế? Nguyệt bính ra cái vẻ tiếc đứt ruột. Sao Aoi Zora, thánh nữ giáp Nhật Bản mặt cười. Tôi nhăn nhở, tao đâu có lãng phí thế, đưa hẳn cuốn sách giáo trình nhé. Rách cười gần, lè lưỡi liếm nước mưa bên khóe mép, từ từ ngửa đầu ra phía sau, hú lên một tiếng như sói chu ba ngày rách xòe ba ngón tay lên tao cho chúng mày ba ngày nguyệt bính xòe ba ngón tay lên tao chỉ cần ba phút là xử xong mày đấy ha hà ha hà, muốn xem xem mày làm cách nào để hạ gục hậu duệ vĩ đại nhất của gia tộc Ueng thong rách cười nhạt hai mắt nheo lại mơ màng con người thoát to thoát nhỏ như gợn sóng hai con người bên cạnh hắn cứ như hai con rối giật dây thình lình đứng thẳng dậy ngẩng cao đầu lộ ra khuôn mặt bị che lấp dưới mái tóc ướt. Một tia chớp lóe lên, tướng mạo của hai người hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi rú lên một tiếng, run rẩy lùi lại mấy bước. Hai khuôn mặt gần như giống nhau y hệt, mặt mũi chóc lở nham nhở, mũi chỉ còn là hai cây lỗ đen ngòm, hai cánh môi giữa nát, máu thịt lẫn lộn. Trên làn da bùng beo rộp đầy những mụn nước vàng rộp như hạt vừng khiến người ta vừa nhìn đã phải ghê sợ. Tao phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được hai cái xác sống này từ Bangkok về đây đấy. Jack mỉm cười khoát tay nói. Hai cái xác sống tuy cứng nhắc nhưng nhanh khó tưởng tượng. Jack vừa khoát tay, cả hai lập tức lao đánh vèo về phía chúng tôi như ánh chớp. Nguyệt bính cuốn quá, chỉ kịp vung con dao thụy sĩ đâm thẳng vào bụng của cái xác sống. Két đang đả đâm, mũi dao bỗng chạm phải một lớp bình phong vô hình, phát ra âm thanh ghê tai như lưỡi dao cạo trên mặt kính khiến người ta phải ghê răng. Hai cái xác sống đầm đìa nước mưa đồng thời giơ tay chụp về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính vội đưa tay đỡ lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Tôi vội vàng xông lại định giúp Nguyệt Bính một tay, rách nhìn tôi, lúc lắc một món tay giễu cợt, tôi nhìn mà bốc hỏa, lao đến đấm đá túi bụi cây xác sống. Nguyệt Bính hét lên một tiếng, lại đâm tiếp một nhát dao, chúng ngay bụng nghe đánh bụp một tiếng như đâm vào túi nước cái xác ngả nghiêng cơ thể gập làm đôi như cây gậy bị bẻ ngang máu phun ra đen đặc lênh láng trên mặt đường đầy nước mưa bụp một tiếng nữa cái xác sống còn lại cũng chung một số phận nguyệt bính đã đứng ngay trước mặt rách lại một tia chớp lóe qua hai khóe miệng cùng nhếch lên hai nụ cười ngạo nghễ con dao sắc lẹm lăm lăm trong tay nguyệt bính như sẵn sàng tấn công rách chẳng hề sợ hãi hất hàm, nhìn về phía sau mà xem. Ba, tôi quay ngoắt đầu lại, buột kêu lên, đổ khốn. Chỉ quan tâm đến cuộc chiến, chúng tôi đã quên bẵng mất hậu phương. Sau lưng tôi, cánh cửa nhà Ari đã mở, Ari đứng đó, ánh mắt vô hồn, hai tay hai dao chĩa vào cổ doang và đứa bé. Cứu tinh cuối cùng của chúng mày đấy, đã bị thôi miên mất rồi. Rách liếm môi, giờ thì cô ta chỉ biết bảo vệ tao thôi tao mà chết thì cô ta sẽ ở trong trạng thái thôi miên vĩnh viễn. Và trong lúc bị thôi miên, cô ta sẽ làm gì, chúng mày đoán đi. Chưa nói dứt câu, rách đã chụp ngay lấy cổ Nguyệt Bính đấm cho một đấm. Nguyệt Bính không trả đòn, tiếp theo là đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mặt Nguyệt Bính méo sạch, máu mũi chảy ra dòng dòng. Tuy nó không đánh lại nhưng đôi mắt đỏ văn vẫn mở chừng nhìn thẳng vào rách. Tao đánh chết mày. Tôi xông lại vung nắm đấm lên nhắm thẳng vào tên biến thái nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại không dám động thù. Rách khinh mạn xòe tay vỗ lên khuôn mặt sưng vù của Nguyệt Bính. Yên tâm, hôm nay chưa phải lúc để giết chúng mày. Tao đã nói là cho chúng mày ba ngày, ba ngày sau sẽ thông báo điểm hẹn cho chúng mày biết. Giờ chúng ta đang ở Thái Lan, chúng mày cũng phải nhập ra tùy tục mới được. Chơi quyền thái nhé, tao sẽ dẫn hai người kia đi. Nếu mày thắng tao, tao sẽ trả lại cho mày, cả cô y tá xinh đẹp kia nữa. Còn nếu mày thua, chỉ cần đưa tao cuốn sách thôi. Nguyệt Bính liếc nhìn rách cười, hôm nay mày không giết tao, mày sẽ phải hối hận đấy. Mày đấm tao mấy cái, tao đã đếm cả rồi. Rách bật tay đánh tách, Ari liền cúi mình xuống. Thật không ngờ, cô ta bé nhỏ mảnh mai thế mà vác cả doang và đứa bé lên nhẹ tinh, tiến về phía rách. Rách vít cổ Ari, hôn đánh trụt lên môi cô tôi nhìn mà tưởng như hộp máu đến nơi vì không làm gì được nghỉ ngơi cho khỏe ba ngày sau giao đấu rách nhún vai búng tay đánh tách một cái một thứ gì đó giống như vỏ sò lăn lông lốp trên mặt đất từ bên trong thỏ ra đầu và cẳng chân của một giống côn trùng nào đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ đây là cổ thề mày có gan thi đấu thì nuốt đi mày mà bỏ trốn không dám đến thi đấu thì con trùng sẽ cắn tim gan mày mày dám nuốt không, rách thách thức. Tôi đưa mắt nhìn con trùng kỳ dị rồi bước tới định nhặt, nhưng Nguyệt Bính còn nhanh hơn tôi. Tôi vừa dậm bước thì nó đã quăng luôn con trùng vào miệng. Rách cười nhạt rồi cùng với Ari quay người tiến vào trong màn mưa mù mịt cứ như chưa hề có gì xảy ra. Tôi giật tay nó kêu lên, Nguyệt Bính, sao mày không để tao? Nguyệt Bính trợn trừng mắt, đỏ mặt tía tay gắng nuốt con trùng xuống bụng công phu mèo què của mày thì được cái tích sự gì? Mày có biết quyền thái không? Tôi quát lên. Không, Nguyệt Bính trả lời tức khắc. Thế mà mày dám nuốt nó, tôi càng điên ruột. Nguyệt Bính sờ mặt, vì hắn đã đánh tao chứ không phải đánh mày. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 12, Quyền Thủ Ma, 3 4 Tôi đã đến nhà Ari mấy lần. Jack đã bảo cho chúng tôi ba ngày nên chúng tôi tạm thời sử dụng nhà cô ấy làm nơi lánh nạn tôi và nguyệt bính lầm lì nhìn nhau doang sống chết thế nào thì kể ông ta nhưng ari và đứa trẻ vô tội kia thì chúng tôi không thể bỏ mặc được thế nhưng khổ cay là nguyệt bính chẳng biết gì về quyền thai cả giờ nó nuốt con cổ thề kia rồi kiểu gì cũng phải đấu với Jack vụ giao đấu này chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vô vọng nếu rách là cái chìa khóa mở ra tất cả câu đố vậy thì chúng tôi không thể vì cửa ải quyền thái mà biến nó thành cái ổ khóa vĩnh viễn khôn gờ mở được bí ngô tao muốn nhờ mày một việc nguyệt bính mở điện thoại lúc nãy tao lên mạng tìm hiểu sơ sơ về quyền thái rồi ba ngày chỉ biết được vài ngón là cùng nếu bắt chiêu nào cũng phải dùng quyền thái thì chịu cho nên tôi không hiểu ý nguyệt bính ngơ ngác nhìn nó nguyệt bính gãi mũi cho nên tao muốn mày dùng cách đấy không được tôi đã hiểu ra liền từ chối thẳng thừng không được cũng phải làm nguyệt bính đứng dậy tiến lại gần tôi chẳng còn con đường sống nào khác nữa đâu tôi dứt khoát từ chối chiều đó quá nguy hiểm nhỡ có gì sơ sẩy thì mày sẽ biến thành thằng thần kinh đấy tao thà thần kinh cũng không làm thằng chết nhát nguyệt bính nghiến răng với lại tao đã ăn cổ thề rồi nếu tao không học được quyền thái thì cuộc đời tao chỉ còn ba ngày nữa thôi. Tất nhiên là tôi hiểu nhưng bảo tôi sử dụng cách này với thằng bạn thân nhất, tôi không làm được. Trong hai cuốn sách nó đưa cho tôi có một chương tên là Thời khắc quá âm, giới thiệu rất nhiều pháp môn kỳ lạ. Chương này nói rằng, trong cơ thể luôn tồn tại hai khí âm dương, khí dương là sinh mệnh, khí âm là linh hồn. Và cuốn sách giới thiệu cách dùng kim bạc để lần lượt phong kín các dương mạch trên cơ thể đưa dương khí tụ về đan điền, sau đó lại dẫn âm khí ra khỏi cung nê hoàn. Linh hồn rời khỏi cơ thể, sống trong thế giới âm. Do sự chênh lệch về thời gian của hai cõi âm dương, linh hồn trên thế gian một khắc ngang với sinh mệnh trên dương gian một giờ. Nói cách khác, linh hồn đó có thể làm những việc mà người bình thường không thể làm trong một khoảng thời gian ngắn. Nó tương tự như các pháp môn năm hồn di chuyển, thần du nghìn dặm trong truyền thuyết thế nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng linh hồn thoát xác rất khó điều khiển nếu có chút sai sót linh hồn sẽ không thể nào quay về thể xác được thế là chỉ còn lại trên thế gian một cái xác trống không vì thế ngay đầu chương thời khắc quá âm người ta đã dùng chu sa viết một dòng chữ cẩn thận chớ dùng bừa hôm ấy tôi và nguyệt bính đọc đến chương này còn nói đùa rằng lúc ôn thi mà học được chiêu này thì tốt quá chỉ trong một đêm mà ôn được toàn bộ đề ôn không ngờ đến hôm nay, nó lại muốn dùng vào việc này. Nhưng chiều này tôi mới chỉ đọc lý thuyết chứ đã thực hành bao giờ đâu, lỡ sơ sẩy để Nguyệt Bính có chuyện gì, tôi chết không hết ân hận. Mày nhanh lên được không? Nguyệt Bính ngồi xuống ghế, trùng trình cứ như đàn bà. Chán tôi mướt mồ hôi, Nguyệt Bính, với tố chất của mày thì ba ngày cũng học được kha khá món quyển thái rồi. Mày nghĩ giống như chuyện võ hiệp đấy à? Nguyệt Bính rụi tắt điếu thuốc, thời gian có hạn, bí đại hiệp nhanh tay lên cho tôi nhờ. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy tay mình nặng nề đến vậy, cầm cây kim bạc mà ngỡ như nhấc cây xà beng vài chục cân. Còn nữa, trong lúc tôi đang nghiềm ngẫm lại lý thuyết, Nguyệt Bính nói tiếp, bí ngô, nếu chẳng may có sơ sẩy gì mà tao tâm thần thật thì mày cũng chẳng phải mang theo cái của nợ này làm gì cho mất công. Đằng nào tao cũng chả biết gì nữa, mày cứ chạy về nước rồi quên hết mọi chuyện trên đất nước này. Mũi tôi cay xè, tao mà là cái loại bạc tình bạc nghĩa ấy à? Tôi cầm kim lên, lần dò huyệt đạo để đâm xuống. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chiêu này nhưng lại phải lôi tính mạng của bằng hữu ra cá cư. Khi đâm đến mũi kim cuối cùng, tay tôi run lên bần bật, ướt đẫm mồ hôi, không còn sai khiến được nữa. Nguyệt Bính đã chìm vào hôn mê, mặt mũi trắng bệch như sáp, người lạnh như băng. Tim tôi đập thùm thụp như muốn vỡ một luồng sáng mờ mờ từ từ tỏa ra từ trên đỉnh đầu nguyệt bính trắng tinh khiết như những đám mây trôi trên bầu trời lấp lánh những đống sáng li ti lần đầu tiên tôi nhìn thấy linh thức của con người trong sách nói sau khi thoát ra khỏi cơ thể dòng linh thức sẽ có nhiều màu từ trắng đến đen tượng trưng cho thiện ác linh thức của nguyệt bính vẫn mang màu trắng tinh khiết luồng ánh sáng từ từ tụ lại thành hình người dựa vào ý thức thoát ly ra khỏi cơ thể Âm khí của Nguyệt Bính chỉ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh về quyền thái trên màn hình điện thoại. Ngồi đờ đẫn trong phòng, câm lặng đối diện với một linh hồn câm lặng. Tôi bỗng thầm tự hỏi, không biết linh thức của tôi có màu gì. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 12: Quyền thủ ma 4. 5. 3 ngày sau, Nguyệt Bính ngồi bên cái lồng sắt khổng lồ hất hàm dục tôi, quay lên khán đài đi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng bỗng gợn lên một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu, lại nhìn sang rách đang nhếch mép cười khinh mạn, tôi vẫn cảm thấy cảm giác của tôi không phải là đến từ hắn. Đối diện với tôi là Ari đờ đẫn ngồi trong trạng thái tôi miên, là doang tay chân băng bó chẳng chịt như đòn bánh tét. Đứa bé đã lớn phổng lên thành một thiếu nữ 17, 18, thánh gióng. Nhưng khiến tôi chịu đựng không nổi là trên cổ cô bé qua một vòng xích sắt, bị khóa chặt trên ghế. Công bằng chứ, dưới sân bóng rổ bỏ hoang rộng thanh thang vọng lên giọng nói của rách. Chỉ có chúng ta, ai thắng thì cứ việc mang theo chiến lợi phẩm về. Nguyệt Bính lừ lừ đứng trước mặt hắn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai người họ giống như những chiến binh nô lệ trong đấu trường La Mã cổ đại, chuẩn bị chém giết nhau đến chết để biểu diễn cho ai đó xem rách chậm rãi vặn vẹo cổ tay, mắt gườm gườm nhìn xuống như con mèo nhìn xuống con chuột nhép chuẩn bị sâu xé. Nguyệt Bính không nhìn rách mà giơ tay vậy tôi. Hít hà, dự cảm chẳng lành mỗi lúc một thêm dữ rồi, cả người tôi chìm trong nỗi sợ hãi nặng nề. Có một luồng âm khí mạnh mẽ và tàn nhẫn đang úc chụp lấy cái đấu trường cụ nát này khiến tôi ngục thở. Tôi đưa ánh mắt bất an nhìn khắp bốn phía, ngoài ba người ngồi đối diện, Nguyệt Bính và rách trên võ đài không còn một người nào khác vậy tại sao tôi lại có cảm giác này bắt đầu thôi nguyệt bính lùi đến một góc võ đài jack không nói gì hai tay chắp lại cúi người làm lễ bắt đầu nhỏ múa màn vũ đạo quen thuộc trước mỗi trận đấu quyền tôi lầm rầm cầu khấn gửi hết niềm tin vào nguyệt bính sau khi trải qua quãng thời gian ôn luyện thuận lợi chắc chắn cái thằng thông minh sáng láng này đã học được kha khá quyền thái rồi nhưng lỡ rách có âm mưu gì thì sao? Tự dưng lại đòi đấu quyền làm gì? Cứ xử luôn chúng tôi từ ba hôm trước có phải nhanh gọn hơn không? Nguyệt Bính quay về phía vị trí thần môi thái ở một góc võ đài, khom người chào theo đúng quy tắc. Rách thình lình ngừng múa, tung một cú đá thần tốc về phía Nguyệt Bính. Chết, hắn đánh lén, tôi gào lên, cẩn thận, Nguyệt Bính phản ứng nhanh như chớp, lập tức né người qua một bên cú đá xâm xét của rách chỉ sượt qua người Nguyệt Bính, không động đến da nó. Nhưng Nguyệt Bính đã không phản đòn thì chớ mà còn quay sang phía tôi, chỉ về phía sau lưng tôi, trong mắt đầy kinh hãi. Tôi vội vàng quay ngoắt lại, chẳng có gì hết, cơn phẫn uất vẫn còn nguyên, tôi đứng dậy quát lên, rách, mày đã phạm quy, mày đánh lén, mày không sợ bị cổ thể cắn tim gan sao? Ha ha ha, rách cười sằng sặc, chúng mày ngốc nghếch đến đáng yêu đấy. Tao nói gì làm gì cũng tin, y như lúc chơi đấu bài địa chủ tao giả vờ thua cho chúng mày hớn hở. Cổ thể ấy à, chỉ có Nguyệt Bính ăn chứ tao đâu có ăn. Tôi chết lặng tại chỗ, nhận ra kinh nghiệm của chúng tôi thật quá non nớt. Đúng là tự chui đầu vào thòng lòng. Nguyệt Bính lại càng lạ đời hơn. Jack đã vung chân lên chuẩn bị đá cú nữa. Nó không tránh thì chớ mà lại vung tay lên hết với tôi. Cẩn thận sau lưng. Cú đá ghê gớm của rách đá chung cánh tay trái của Nguyệt Bính, tiếng gãy xương răng rắc vang lên bên tay tôi. Cơn đau đớn dữ dội khiến Nguyệt Bính mặt tái nhợt, tay trái buông thõng, cơ thể đổ xuống sợi dây thừng trăng ngang bên rìa. Rách lao theo, đánh một cùi trỏ trúng bụng Nguyệt Bính. Nguyệt Bính hử một tiếng, cơ thể gập làm đôi, máu phun ra khỏi miệng, loạn choạng như sắp ngã đến nơi. Tôi chẳng còn đầu óc đâu mà để ý sau lưng có gì, đứng trên khán đài hét toáng lên, Nguyệt Bính. Nguyệt Bính gắng gượng hết sức để giữ cho mình khỏi ngã. Rồi thình lình, nó ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc rồi phụt một tiếng, một luồng khí xanh trắng đan sen bùng lên khỏi cơ thể, bao trùm quanh người nó. Áo nó tóc lên, trên cơ thể thấp thoáng một hình xăm phượng hoàng. Đấu khí, trong ánh mắt rách bùng lên một cái nhìn tham lam. Phượng hoàng, chẳng lẽ làn khói xanh trắng và hình xăm phượng hoàng chỉ vừa lóe lên đã biến mất. Tôi dụi mắt, không chắc những gì vừa nhìn thấy là sự thực hay ảo ảnh. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ngắt như băng xuyên suốt từ sau vai cho đến trước ngực tôi, cái sắc lạnh ghê người dội lên một cảm giác đau đoen kịch liệt. Tôi cúi người, kinh hoàng nhìn thấy một mũi dao nhọn hoắt lòi ra trước vai, nhỏ máu tong tỏng, rung lên bần bật. Tôi gắng gượng quay đầu lại, Cử động đơn giản này cũng khiến tôi suýt ngất vì đau. Rách đứng ngay sau lưng tôi, nhếch mép cười ngạo nghễ, "Sẽ không đau bao lâu nữa đâu." Mắt tôi nhòe đi nhưng rõ ràng tôi vẫn nhìn thấy Rách trên võ đài đang thủ thế trước Nguyệt Bính. Tại sao lại có những hai Rách? Cơ thể tôi tê liệt vì cơn đau, tôi loạng choạng chạy vội sang một bên, đúng lúc đó, hình bóng Rách dưới võ đài chuyển động. Tôi chỉ còn một hy vọng tôi sẽ cố cầm cự cho đến khi Nguyệt Bính hạ gục rách trên võ đài. 6. Nguyệt Bính xuống tấn thủ thế, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn rách. Nắm đấm của rách có vẻ ngập ngừng, cơ bắp căng thẳng nổi khắp toàn thân như một pho tượng phục hưng làm bằng xương thịt. Rồi chân trái làm trụ, rách tung chân phải đá một cú thật lực vào mặt Nguyệt Bính. Nhanh như cắt, Nguyệt Bính thụp xuống, chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía trước húc đầu vào bụng rách nhanh không thể tưởng tượng rách kêu lên một tiếng ngã bật ngửa xuống đất hai chân như cùm thép kẹp chặt lấy cổ nguyệt bính hai nắm đấm như búa tạ đấm huỳnh hữu ích xuống người nó nguyệt bính nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng cú xiết cổ cố gắng rút tay phải đấm thật mạnh vào mắt rách rách lại rú lên tiếng nữa hai chân thả lỏng nguyệt bính vội vàng ấn vào mặt hắn lấy đà đứng dậy nhưng lập tức thấy bàn tay đau xé thì ra rách đã há miệng cắn vào tay nó, nó vội vàng giật tay ra, hàm răng rách xé toạc ra thịt trên tay nó, máu tươi tố ra dòng dòng. Nguyệt Bính gầm lên, đau đớn đã khiến nó điên móng. Nó ngồi đè lên người rách, một tay chẹt lấy cổ rách, tay kia đấm thùm thụp xuống mặt hắn. Rách vùng vẫy kịch liệt đánh trả nhưng sức cư yếu dần. Nguyệt Bính sờ lên khuôn mặt dập nát của hắn, doạt một tiếng, nó lột cả mảng ra. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi sốc thật sự. Tôi không nhìn thấy cái gì bên dưới lớp da nữa vì mắt tôi đã tối sầm. Tôi tỉnh lại bởi một chân lay lắc túi bụi, hé mắt nhìn, thấy Nguyệt Bính đang gào ầm lên, bí ngô, mau tỉnh lại đi. Tôi nhận ra mình vẫn còn sống, chỉ có điều đầu óc choáng váng xây sầm, chắc tại mất máu nhiều quá. Tôi thều thào, mày không đưa tao đi viện mau lên còn gào cái gì nữa. Tao sắp chảy kiệt máu rồi nguyệt bính lập cập kéo tôi dậy tôi thấy mặt nó lem nhem từng vệt nước rõ ràng là nó vừa khóc bảy nguyệt bính mày nói xem nếu hôm đó cả hai thằng mình đều tèo thì thế nào nhỉ tôi nhìn những giọt nước nhỏ tí tách trong bình truyền tay cầm chai rượu hồn vía như vẫn chưa trở về hoàn toàn nguyệt bính cầm lấy chai rượu từ tay tôi điều chỉnh tốc độ truyền nước đến mức lớn nhất vậy thì đợi kiếp sau làm anh em Đúng lúc này, khóa cửa mở ra đánh tạch. Hai thằng tôi cuống quá không kịp trở tay, Nguyệt Bính phi luôn chai rượu qua cửa sổ. Cửa mở, Doang dẫn cô bé bước vào, phía sau là Eri sắc mặt nghiêm nghị, thôi đừng giả bộ nữa. Lại lén uống rượu rồi phải không? Cô giản mạnh túi thuốc lên bàn, thế thì đời nào mới khỏi được? Đã ba ngày sau trợ quyết chiến với kẻ mạo danh rách, khi Nguyệt Bính lột đi bộ ra mặt của rách thực chất là một tấm mặt nạ da người. Người nằm trên mặt đất lại là một võ sĩ quyền thái lừng danh Akkarat. Joang có vẻ đã thực sự hối hận, không chỉ giúp tôi chữa trị vết thương mà còn nhiệt tình chăm sóc cô bé. Tôi và Nguyệt Bính lặng lẽ tiếp nhận ý tốt có phần bất thường của Doang. Sự thực là chúng tôi đang chờ cơ hội. Doang cho rằng Akrat cũng đã bị rách thôi miên để phục vụ cho hắn. Còn tại sao rách lại làm như vậy chắc phải tìm hắn mới biết được. Vài tôi bị sỏ một cây lỗ xuyên thấu may sao không động chạm gì đến nội tảng còn nguyệt bính thì thương tích đầy mình chỗ này bó bột chỗ kia khâu vá phải nằm liệt giường trong bệnh viện tĩnh dưỡng đứa bé kia đã ở yên trong hình hài của một cô bé 18, 19 tuổi rất trắng trẻo và xinh đẹp mừng nhất là không phải sống bằng máu người mà chỉ cần ăn cơm uống nước bình thường doang nói cổ độc của cô bé đã được giải trừ từ nay sẽ là người bình thường Tuy ngoại hình phổng phao nhưng linh hồn vẫn chỉ là đứa trẻ ba tuổi. Ari rất thích cô bé, nhận làm em gái. Nguyệt Bính trệu chảo nhai cơm, tôi ngứa tay cầm thuốc lá đưa lên mũi người. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc, nếu cố tình vi phạm, cô Ari nghiêm khắc kia sẽ không nương tay đâu. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Bính, Doang, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Doang thẫn thờ một lát rồi gật đầu. Tôi chỉ ra vạt cây xanh tươi rậm rạp ngoài cửa sổ, "Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện." Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 12, quyền thủ ma, năm 8. Chúng tôi bước đến bên ghế đá, tôi cầm khăn lau qua lớp bụi trên mặt ghế rồi chúng tôi cùng ngồi xuống. "Muốn nghe một câu chuyện của chúng tôi không?" Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Doang cúi đầu vờn điếu thuốc trên tay thay cho lời đồng ý. Tôi nói, tôi không biết nỗi thù hận của con người ta có thể sâu đậm đến mức độ nào tôi chỉ biết rằng với một người vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với cuộc sống giam cầm và chị gái mình bị biến thành đạo cụ nối mạng cho kẻ khác thì không ai có thể không nuôi thù hận hơn nữa bản thân người đó lại sở hữu năng lực thôi miên gia truyền nên nỗi thù hận lại càng có cơ sở để âm thầm lớn mạnh hắn thoát khỏi rừng vạn độc lợi dụng các cơ hội để quen biết những người am hiểu cổ thuật của thái lan mục đích rất đơn giản không chỉ lợi dụng họ để đạt được dã tâm mà còn muốn tận diệt làng rắn và các cao tăng Phật giáo đã tiêu diệt gia tộc hắn. Ông nói có đúng không? Tàn thuốc lá trên tay doang dài cả đốt mà không thèm gạt. Ánh mắt ông ta sắc lại. Làm sao mà tôi biết được? Tôi mỉm cười. Ồ, có lẽ ông biết nhưng ông không muốn nói cho tôi thôi. Nhưng tôi đã biết cả rồi. Khi tôi lên máy bay, tôi có gặp một cô gái tên là Su Chin cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cánh diều ra người vô cùng rùng rợn sau đó khi đến thái tôi mới biết được thân thế thật sự của xua chin thực ra thì tôi nghĩ rằng hôm đó trên máy bay tôi đã gặp phải hồn ma của xua chin đến tận khi chứng kiến cảnh rách thôi miên thái sâm tôi mới lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng lúc đó chúng tôi tin tưởng rách coi hắn là bạn nên cũng không nghi ngờ gì cho đến mấy hôm nay Tôi suy nghĩ lại mới cho là Jack đã thực hiện âm mưu sớm hơn thế. Thông qua ông để biết được tôi sẽ đến Thái Lan nên đã ngồi cùng một chuyến bay với tôi. Hắn sử dụng một cái tên rất Thái Lan, Thô Cai. Tôi đã bị hắn thôi miên trên máy bay. Đồng thời, hắn còn thôi miên tất cả mọi người xung quanh khiến họ mất đi ý thức rằng hắn đã từng lên máy bay. Và nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn để người trong tộc cổ thấy hắn vẫn hợp tác với họ, để tôi yên ổn đến Thái Lan tham gia cuộc chiến Phật cổ tiếp theo. Chuyện ma cỏ và làng rắn thì ông đã kể với tôi rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Còn sau đó trong bệnh viện, rách đã gieo huyết cổ vào cô y tá vì muốn dụ chúng tôi vài hang rơi đi tìm cho xác giải độc, nhân thể thăm dò cuốn sách cổ thuật mà hắn đã mong muốn từ lâu. Nhưng Nguyệt Bính đã không lấy cuốn sách cổ thuật mà mang những con run về giải cổ độc cho rách. Thế là ông, bao nhiêu cổ thuật của hắn mất sạch chỉ còn lại thuật thôi miên thiên phú. Hắn chỉ còn cách làm thân với chúng tôi, đóng vai một người bạn tốt vô tư hồn nhiên. Tôi đã từng tự hỏi nhiều lần những người mắt đỏ có tác dụng gì với hắn, giờ thì tôi có một giả thiết rằng, đó chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện cu man thong. Ông nói có đúng không? Cho đến khi tôi và Nguyệt Bính ngẫu nhiên phát giác ra hắn có liên quan đến sự việc đáng sợ trong tiệm nêu, rách mới nhận ra hắn đã bị chúng tôi nghi ngờ hắn liền cài bẫy chúng tôi, định vu chi chúng tôi tội giết người rồi gọi cảnh sát đến hốt đi. Ai ngờ chúng tôi lại liều mạng chạy thoát được, còn phát hiện ra bí mật về cô Man Thong nữa. Thế nhưng Doang, việc ông bất ngờ có mặt ở đó lại là một điều rất thú vị. Tôi nói có đúng không Hà Rách, là người cuối cùng còn sót lại của gia tộc Uen Thong. Anh đã sử dụng rất tốt trí thông minh của mình. Vì không còn cổ thuật nữa anh chỉ có thể dùng khổ nhục kế để đóng giả doang nhằm tiếp cận chúng tôi tìm cách moi tin về cuốn sách cổ thuật thậm chí còn thôi miên một người xa lạ nào khác mang mặt nạ giống hệt anh thọc cho tôi một dao anh ngụy trang rất tốt nhưng anh đã quên mất một điểm chính nhát dao đó đã giúp tôi hiểu ra kẻ đân tôi bằng tay phải trong khi rách thuận tay trái doang thì hiển nhiên là thuận tay phải còn lúc này người ngồi trước mặt tôi đây lại thuận tay trái Người ngồi trước mặt tôi đang kẹp điếu thuốc trong tay trái. Giờ thì tôi đã khẳng định được hắn là ai. Jack. Jack bật cười rồi đưa tay lột bỏ tấm mặt nạ da người. Được lắm. Cậu chỉ nhìn vào tấm mặt nạ da người của tay võ sĩ quyền thái mà đã đoán được tôi đóng giả doang. Tôi không thể không thừa nhận mặt nạ da người giống y như thật. Nhưng khuôn mặt có thể thay đổi được còn trái tim thì không thể. Ánh mắt tham tàn của Doang khác hẳn với ánh mắt đầy thù hận của anh. Rách lắc đầu, lấy cặp kính áp tròng màu đen ra khỏi mắt để lộ ra đôi mắt màn lam nhạt gần như trắng. Đeo cái kính áo tròng này nhìn thế giới u ám quá, thế này dễ chịu hơn nhiều. Tầm tăm tối thì nhìn cái gì chả u ám. Tôi đáp, bề ngô, đôi khi, người thông minh không sống lâu bằng một kẻ ngốc nghếch đâu. Ra trên mờ bàn tay rách bỗng nứt toác ra, từ bên trong túa ra đủ các loại trùng kỳ dị và ghê sợ. Tôi từ từ đứng dậy, rách anh không cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, tay chân không còn điều khiển được nữa hay sao? Một tia sợ hãi chạy qua đôi mắt bạc phếch của rách. Hắn sững người nhìn vào những nhón tay ngây đốn rồi trực đứng dậy nhưng chân cũng không điều khiển được nữa. Hắn nặng nề ngã phịch xuống. Tôi tiến lại gần, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, rách. Tuy tôi chẳng là gì cả nhưng tôi luôn tin rằng, trong rất nhiều trường hợp, trí tuệ sẽ phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Tôi... Tôi làm sao thế, giọng rách khản đi. Tôi nhặt lên một chiếc gai nhọn nhỏ xíu trên mặt ghế đá nơi rách vừa ngồi, có tê liệt, vừa nãy tôi đã giấu nó vào trong khăn. Mặt rách nhem nhuốc bùn đất, nước dãi chảy ra giòn ròng. Cậu thông minh lắm nhưng cậu đã phán đoán sai một việc. Vết xăm phượng hoàng trên người Nguyệt Bính, chính là... Là cái gì? Tôi giật thót, mối nghi hoặc lập tức bùng lên. Tôi vội nhào tới hỏi dồn nhưng rách đã nhắm nghiền mắt. Đầu vẹo sang một bên, nằm nhũn trên mặt đất. Nhìn từ góc độ này, tôi bỗng thấy bên cạnh tay hắn có nếp da gợn lên. Tôi đưa tay sờ, cảm nhận thấy một mép lằn dưới ngón tay. Tôi miết vào đó kéo mạnh, một mảng da người dễ dàng trượt đi. Mặt nạ da người. Tôi lột hẳn tấm mặt nạ ra. Không phải rách mà lại là một người lạ lẫm, tôi hoàn toàn không quen biết. 9. Quay về phòng bệnh mồi xuống. Tôi hồi lâu không nói năng gì. Ari không biết đã dẫn cô bé đi đâu, chỉ có Nguyệt Bính đang đờ đẫn nhìn huyết thanh nhỏ trong lọ truyền. Giải quyết xong rồi à, Nguyệt Bính nhúc nhắc người hỏi. Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thật sự không muốn nói gì. Nguyệt Bính lại sốt ruột tăng tốc độc truyền nước, bí ngô, tuy thường ngày mày nhát chết, nhưng tao vẫn cứ phải khâm phục mày. Cảnh đến thời khắc then chốt, đầu óc mày càng tỉnh táo càng dễ vượt qua sợ hãi. Tôi sờ một dãy các vết kim đâm dày đặc trên cánh tay, gượng cười, thuật tìm lại ký ức quá đau đớn, đầu óc cứ như bị dao băm bổ, tao thật sự không muốn có lần thứ hai nữa. Nhưng nếu không dùng nó, mày sẽ không thể nhớ lại sự xuất hiện của rách trên xe bus, cũng không thể nhớ lại dòng sông nuôi xác. Thế thì chúng ta rất khó phát hiện ra đầu mối để suy đoán sự việc. Nguyệt Bính nói khẽ, nếu đổi lại là tao, tao chưa chắc đã lấy chính mình ra làm chuột bạch thử nghiệm cây thuật tìm lại ký ức mình còn chưa nắm vững. Đau đớn thế này mà mày còn đủ bình tĩnh để đâm kim bạc vào huyệt đảo, đúng là chỉ có mày mới làm được. Hồi ức lại cái hôm hạ quyết tâm dùng bí thuật hồi phục lại ký ức cho mình, nỗi đau đớn vẫn khiến tôi dùng mình. Tôi liền truyền chủ đề, người vừa bị tao dùng cỏ tê liệt đánh ngất không phải rách, tao không quen người đó, không chừng cũng là bị rách thôi miên nên tao mặc kệ hắn rồi hắn còn lắp bắp gì đó về vết xăm phượng hoàng trên người mày chưa nói hết câu đã lăn đùng ra chết ngất hả nguyệt bính nhướng mày vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối đừng có nói mày không biết trên người mày có hình xăm phượng hoàng đây nhé tôi lại cảm thấy nguyệt bính còn đang giấu tôi điều gì đó nguyệt bính gãi mũi giọng thiếu tự nhiên hẳn đi thế thì không biết rách thực sự đang ở đâu nhỉ một loạt những trải nghiệm vừa qua khiến tính tôi nóng nảy hơn hẳn tôi quát tướng lên mày đừng có đánh trống làng nguyệt bính nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì thêm mỗi người đều có một bí mật không muốn tiết lộ cho người khác kể cả với người bạn thân thiết nhất dấu hiệu của gia tộc ueng thong chính là vào lúc nguy cấp nhất nội lực phát huy dữ dội nhất sẽ xuất hiện hình phượng hoàng trên cơ thể giọng nói của nguyệt bính lạnh băng vì thế nên tao mới được chọn làm người bảo vệ cho mày có lẽ số mệnh của chúng ta đều bị nguyền rùa tôi trợn chừng mắt nhìn nguyệt bính nó đúng là hậu duệ của gia tộc Uen thong vậy bố mẹ ruột giàu có của nó từ đâu ra chuyện gì thế này đừng hỏi tao nữa tao không biết gì hết nhưng tao tin rằng nếu là người có lương tâm gia tộc hay xuất thân như thế nào cũng đều vứt mẹ nó đi đừng có quan tâm anh hùng không hỏi xuất thân mà bí ngô tao muốn là một người tốt câu nói này của nguyệt bính tuy không giải đáp được thêm cho tôi một thắc mắc nào nhưng tôi thấy mọi thứ đã đủ rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải tỏa triệt đề đúng vậy anh hùng không hỏi xuất thân tại sao chúng ta luôn tin tưởng rằng có thể đảo ngược vận mệnh bởi vì chúng ta không ai biết được rằng tương lai của mình sẽ sán lạn ra sao deren những miền linh dị thái lan dương hành triệt Kết mở. 1. Huyện Kanakawa, Nhật Bản. Kaneo quỳ trước cửa để giúp anh chồng Araki đi giày rồi tiễn chồng ra cửa, hôm nay vất vả cho anh quá. Akira gật đầu chào vợ, vui vẻ xách cặp ra khỏi cửa. Từ sau khi sinh đứa con thứ hai, Kaneko chẳng còn hứng thú với sinh hoạt vợ chồng, tuy không từ chối nhưng lần nào cũng miễn cưỡng cho xong và đáng buồn hơn là thân hình mảnh mai cân đối của kaneko đã phát phỉ biến dạng làm cho akira cũng mất hứng mỗi lần đi qua khu đèn đỏ nhìn những cô nàng tươi non mơn mờn mời gọi akira chỉ biết sờ ví tiền lép kẹp mà thở dài cho tới một tháng trước phố bên cạnh mở một trung tâm làm đẹp giảm béo nhờ sự động viên của chị hàng xóm aso kaneko đã tham gia chỉ trong một thời gian ngắn đã gầy hơn hai chục ký đúng là cú thay đổi lột xác. Cô giờ đây còn quyến rũ hơn cả thời con gái. Nhưng nghe nói trung tâm thẩm mỹ này là do một anh chàng ngoại quốc tóc vàng cực kỳ điển trai mở ra, cách giảm béo cũng rất đặc biệt, giảm béo bằng liệu pháp thôi miên, rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến hiệu quả hết sức thần kỳ. Cô vợ bỗng trở nên hấp dẫn khiến Akira lao lực quá đổ. chắc tại chinh chiến liên miên nên mấy hôm nay thấy người cứ nhẹ bẫng. Tuy nhiên chẳng thấy gầy đi là mấy nhưng khi cân thử đã phát hiện ra mình sụt mất gần 10 kg. lô. Chắc phải đình chiến mấy hôm thôi, Akira bước vào thang máy, tự nhủ. Cùng lúc đó, Kaneko và Aso cười cười nói nói bước vào trung tâm thẩm mỹ. Những tấm rèm tím nhạt buông phủ sát nền khiến cho ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo. Trong phòng, một người đàn ông ngoại quốc trẻ trung ngồi bên tách cà phê hảo hạng, vóc dáng to cao, mai tóc vàng kim để dài rất phong cách. Xin chào anh, anh Rách. Hai người phụ nữ rất lịch sự cúi đầu chào. Hôm nay Aso cố tình mặc chiếc áo cổ khuyết chữ V, động tác cúi người quá thấp để lộ khe ngực thoát ẩn thoát hiện. Nhưng cặp mắt màu lam nhạt của Rách không dừng lại trên người Aso. Anh ta quay sang uống nốt ly cà phê rồi vui vẻ nói, bắt đầu thôi nhỉ. Rồi đứng dậy đi vào phòng trong. Hôm nay, xin được phục vụ hai quý bà một kỹ thuật khác. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, giọng nói của rách thật quyến rũ. Hai, ôi trời cái công thức chết tiệt, thế này thì bằng đánh đấu người ta. Tôi xúc một thìa muối, cầu nhau. Nguyệt Bính chăm chú thái dưa củ cải, sao nữa? Tôi nhìn sang nồi hầm đang sôi sùng sục với những miếng thịt vịt đang nhào lộn, công thức nói là cho một chút muối. Một chút là bao nhiêu? sao không nói là mấy gram cho đỡ nhức đầu? Hồi xưa làm gì có cân tiểu ly mà đòi chính xác đến từng gram? Anh Ngô đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một sấp giấy A4 đưa cho tôi. Thôi, mấy việc vặt này cứ để cho tôi. Đọc đi này, nhóm săn tìm linh dị bên Nhật Bản gửi sang đấy. Hơn một tháng trước, anh Ngô đã đứng ra thành lập nhóm săn tìm linh dị Thái Lan, thành viên tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo không cho những thể loại như rách và doang lọt vào. Trong thời gian đó, anh Ngô tổ chức huấn luyện chúng tôi khá bài bản. Ari cũng thường xuyên qua lại thăm chúng tôi, hình như có ý tứ đặc biệt y gì với tôi thì phải. Nguyệt Bính nhìn trang đầu tiên, trao mày gọi, bí ngô, mau lại đây xem này. Tôi vừa ghé mắt vào nhìn, người đã lạnh toát. Trên trang giấy là một tấm ảnh chụp hai chiếc giường massage. Mỗi giường là một xác chết, da nhăn nhúng như cỏ cây sấy khô, hai mắt khô quắt trong tròng cả người quắt queo chỉ còn da bọc xương bên dưới lớp quần áo. Bên dưới là dòng chữ giới thiệu chi tiết, người chết là Kaneko và Aso, tuổi ngoài 30, nguyên nhân tử vong chưa rõ, tử vong tại trung tâm thẩm mỹ Kami huyện Kanagawa. Chủ trung tâm thẩm mỹ này là một người Canada tên là Jack. Phía dưới là một tấm ảnh của Jack, tóc dài vàng kim, mắt xanh nhạt gần như ngà trắng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khuôn mặt sắc nét như tượng. Nguyệt Bính nheo mắt, bắn ra một tia sắc nhọn. Mùi canh vịt bay khắp gian phòng như cũng tanh tanh mùi máu. Ăn xong, chúng ta lập tức lên đường sang Nhật Bản. Anh Ngô Dục, anh đã thông báo với nhóm săn tìm linh dị Thái Lan rồi. Nguyệt Bính nghe vậy thì mắt sáng rực, hai tay hô vang, Rukawa cây đê sao, tôi đến đây. Tôi, thủy thủ mặt trăng, tôi đến đây. Anh Ngô, Aoi Sora, anh đến đây phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn